Hóa ra Hong Sung Jong quỳ xuống trước mặt Jun Chin và cầu xin sự tha thứ của cô ta. Jun Chin đã đe dọa rằng thứ cô ta không có được thì không ai được phép có. Đêm đó cô ta đã nhờ Tae Chu đánh gục Sung Jong, sau đó trói anh ấy ở trong nhà kho. Tae Chu đã lắp đặt một camera ở trong góc, nó đã quay lại cảnh Jun Chin xuất hiện tại đó. Mặt khác, thuộc hạ của Jun Chin đã phá hủy hệ thống giám sát, đồng thời hạ gục các cảnh sát đang bảo vệ Sung Gu. Jun Chin bước vào phòng của Sung Gu, cô ta nói việc Sung Gu bị ngã chỉ là tai nạn, chỉ cần im lặng và lặng lẽ rời đi, cô ta hứa sẽ bù đắp thỏa đáng. Sung Gu rất hiểu tính cách của Jun Chin, ngay cả khi anh có rời đi, cô ta cũng không bao giờ tha cho anh. Sung Gu chỉ ra rằng Jun Chin không giỏi bằng Chaebol về mọi mặt, dù cô ta có mặc áo của Chaebol và cướp đi vị trí của Chaebol thì Jun Chin cũng không thể trở thành cô ấy được. Những lời nói này hoàn toàn khiến Jun Chin tức giận. Cô ta lấy con dao gọt trái cây bên cạnh và rạch cổ Sung Gu, sau đó bôi máu lên người mình. Rồi cô ta nhìn thuộc hạ của mình ở bên cạnh. Jun Chin cố tình để thuộc hạ đánh cô ta nhiều lần, sau đó giả vờ bị tấn công và tỏ ra vẻ sợ hãi. Rất nhanh cảnh sát đã phong tỏa hiện trường vụ án. Chaebol vội vàng chạy đến sau khi biết tin. Cô ấy nhìn thấy thi thể của Sung Gu và Jun Chin đang run rẩy. Chaebol biết rằng Jun Chin đã làm tất cả điều này, tuy nhiên không có bằng chứng nào để kết tội cô ta. Sau khi tình trạng của Jun Chin ổn định, cảnh sát ô tìm cô ta muốn hiểu rõ hơn về vụ án. Jun Chin chuyển hết mọi trách nhiệm sang Tae Chu, cho rằng Tae Chu vì để che giấu những chuyện đã gây ra nên đã giết Sung Gu một cách không thương tiếc, thậm chí còn muốn giết cả cô ta. Sau buổi tang lễ của Sung Gu, cảnh sát ô tiết lộ rằng dấu vân tay trên con dao gọt hoa quả đúng là của Tae Chu, đồng thời Jun Chin đã chuyển cho Tae Chu hơn 1 tỷ won. Ngoài ra, vào ngày xảy ra vụ án, Tae Chu đã bị camera an ninh gần hiện trường ghi lại. Hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích của ông ta. Chaebol cảm thấy thật vô lý, tại sao Tae Chu lại để lại chứng cứ duy nhất tại hiện trường. Mặt khác, Jun Chin đang hối lộ phóng viên, yêu cầu người này lên mạng tiết lộ việc bố dượng Chaebol đã giết vợ bằng cách cho uống thuốc trừ sâu để lấy tiền bảo hiểm. Sau khi Chaebol xem được tin tức này, cô nhanh chóng gọi điện nhờ luật sư đi cùng bố dượng đến đồn cảnh sát để hợp tác điều tra. Tối nay Tae Chu gọi điện cho Chaebol, ông ta không ngờ rằng mình lại trở thành đồ vật bị bỏ rơi. Ông ta hỏi Chaebol có muốn bắt Jun Chin không. Chaebol không hiểu, một kẻ giết người như ông ta mà cũng nói được câu đó. Tuy nhiên Tae Chu biết rõ Chaebol đang nghi ngờ Jun Chin nên mới nghiêng theo mình. Cuối cùng cả hai đã đạt được thỏa thuận. Tae Chu hứa sẽ đưa cho Chaebol bằng chứng về cái chết của Sung Jong. Lúc này, bố dượng ở trong tù nhớ lại ngày mẹ Chaebol uống thuốc trừ sâu và ngã xuống đất đau đớn. Ông cảm thấy bà ta nên chết, chỉ có như vậy thì Chaebol mới được yên ổn. Tuy nhiên bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân cái chết của bệnh nhân là bất thường, vậy nên cần phải báo cáo với cảnh sát để khám nghiệm tử thi. Vậy rốt cuộc sự thật lúc đó là gì? Chaebol đoán rằng việc bố dượng bị bắt có liên quan đến Jun Chin, muốn cô sụp đổ sau phiên tòa của bố dượng, không có thời gian để truy tìm hung thủ giết Sung Jong và Jun Gu. Vậy nên Chaebol quyết định giải quyết vụ xét xử của bố dượng trước tiên. Mặt khác, Jun Che đã phát hiện ra tung tích của Tae Chu. Tuy nhiên Jun Chin cảm thấy vẫn chưa tới lúc, cô ta cần phải kiểm tra xem Tae Chu đang có trong tay thứ gì trước đã. Jun Chin chắc chắn Tae Chu sẽ tiếp cận Chaebol. Lúc này luật sư đang phân tích vụ án, điểm quan trọng nhất của phiên tòa này là xem bố dượng có cố tình giết người hay không, đồng thời sẽ biện luận theo hướng bố dượng không cố ý giết mẹ cô. Luật sư rất cần lời làm chứng hoặc bằng chứng khách quan cho việc mẹ cô nghiện cờ bạc, bà ấy từng uống thuốc trừ sâu 3 lần nhưng không đủ để gây chết người. Nhằm uy hiếp bố dượng, Chaebol có thể làm chứng, nhưng bên phía tòa án sẽ tin tưởng lời làm chứng khách quan của một bên thứ ba hơn là của người trong gia đình. Thêm vào đó, Chaebol đã từng vào viện tâm thần nên phía viện công tố chắc chắn sẽ đánh vào điểm này, vậy nên cần phải tìm thấy nhân chứng khác. Chaebol cùng với Jun Do đi tìm những người có thể quen biết mẹ Chaebol, nhưng tiếc là không tìm thấy ai. Tối nay Chaebol đến thăm bố dượng, cô dặn bố dượng không được nói bất cứ điều gì trong phiên tòa vào ngày mai, cứ làm theo lời của luật sư là được. Ngày hôm sau, phiên tòa đầu tiên đã diễn ra như dự kiến. Công tố viên cho rằng bị cáo là một người chồng có nghĩa vụ bảo vệ và bảo lãnh cho vợ mình. Tuy nhiên tại sân nhà, vợ của bị cáo đã ngất đi vì uống thuốc trừ sâu và liên tục cầu cứu bị cáo. Do vợ của bị cáo nghiện cờ bạc khiến gia đình rơi vào cảnh khốn cùng nên bị cáo đã bỏ mặc vợ mình và khiến vợ bị cáo tử vong. Ngoài ra, bị cáo đã không thông báo với công ty bảo hiểm về sự thật vợ mình đã uống thuốc trừ sâu, lừa dối và nhận số tiền bồi thường 500 triệu won. Luật sư bào chữa thừa nhận việc bị cáo lừa đảo tiền bảo hiểm, nhưng phủ nhận tội giết người. Bị cáo không hề cố ý giết người, bị cáo chỉ nghĩ rằng vợ mình không hề có ý định tự tử như những lần trước đó và chỉ uống một lượng thuốc trừ sâu mà không gây chết người, lấy việc này làm công cụ và uy hiếp bị cáo để đòi tiền. Do vợ liên tục có hành vi gây tổn hại tới gia đình nên bị cáo đã nhất thời nóng giận và đúng là đã không cứu giúp ngay lập tức, nhưng ngay sau đó bị cáo đã trực tiếp gọi cứu trợ để đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu. Vì vậy bị cáo không hề có ý định sát hại vợ mình. Tuy nhiên công tố viên cho rằng bị cáo là một người quen nói dối, có thể thay con gái lấy đơn thuốc trong suốt mấy chục năm. Cộng thêm việc bị cáo từ chối khám nghiệm tử thi nạn nhân, đây là một bất lợi rất lớn. Luật sư đề nghị Chaebol phải tìm ra nhân chứng có thể đưa ra bằng chứng có lợi cho bố dượng. Chaebol trở về nhà, cô nhìn thấy một chiếc hộp chuyển phát nhanh ở trong nhà, bên trong có chứa một USB. Đó là đoạn video ghi lại hôm Sung Jong bị sát hại. Hóa ra trước khi Sung Jong bị bắt cóc vào nhà kho, Jun Chin cố tình thông báo cho bố cô ta. Tae Chu biết được điều này, nhanh chóng rời khỏi hiện trường
Mục đích cô ta làm việc này là đổ lỗi cho bố của mình. Rất nhanh chủ tịch Khôn đã đến nhà kho, Jun Chin giả vờ tỏ ra vẻ sợ hãi. Cô ta nói rằng Sung Jong đã đe dọa mình. Bằng đoạn ghi âm cảnh Sung Gu rơi xuống từ sân thượng, cô ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bố mình. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghĩ đến việc giết Sung Jong, chủ tịch Khôn quyết tâm bảo vệ con gái, ra lệnh cho Jun Che đánh Jun Chin bất tỉnh. Sau đó ông ta đã cho Sung Jong uống thuốc trừ sâu. Lúc này Tae Chu bất ngờ xuất hiện, nhưng trong mắt Che Won, ông ta không khác gì Jun Chin, đều là kẻ sát hại chồng cô. Tae Chu khuyên Che Won nên tóm Jun Chin trước, dù sao thì cô vẫn sẽ cần đến ông ta, chỉ có như thế cô mới vừa tóm được Jun Chin và vừa cứu được bố dượng của cô. Tae Chu cũng thú nhận rằng ông là người đã từng cùng mẹ Che Won đánh bạc, hàm ý là có bằng chứng cho thấy bố dượng không phạm tội giết người. Rất nhanh đã đến ngày diễn ra phiên tòa thứ hai, Che Won tham dự với tư cách là nhân chứng. Tuy nhiên công tố viên xác định rằng cô bị bệnh tâm thần. Che Won cũng thừa nhận điều đó, bởi vì cô vẫn nhìn thấy bác sĩ tâm thần. Vì thế mà Che Won không thể tập trung nghe công tố viên nói. Lúc Che Won liên tục bị công tố viên đặt câu hỏi, bố dượng đột nhiên đứng dậy, ông thừa nhận mình là người đã giết chết vợ.